Hello hello, xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại một video khác về Genshin Impact của kênh GameLab. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ma thần ở Fountain, mình chắc hẳn rằng ở đây vẫn có rất nhiều bạn có những câu hỏi thắc mắc. Thân phận và mục đích thực sự của ba anh em nhà Linne, Linette và Ferminette là gì? Tại sao Chide lại xuất hiện ở Fountain? Lý do vì sao Navida lại không ưa Clorinde lúc ban đầu? Một số giả thiết về Thủy Long, Thủy Thần, tất cả đều sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Một số lưu ý nho nhỏ đó là đây không phải là một video tóm tắt cốt truyện mà chỉ là tổng hợp thông tin mà thôi. Tuy nhiên dù thế thì mình vẫn sẽ spoil toàn bộ nội dung cốt truyện của phiên bản 4.0. Vậy nên nếu có bạn nào vẫn chưa chơi hay là chưa hoàn thành nhiệm vụ ma thần thì hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Giờ thì không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Nhưng mà trước đó thì bạn muốn thử vận may nhưng mà lười chơi đoạn mở đầu dài ngoằng để tích đá sáng thế và ngọc ánh sáng. Tempest cùng dàn tài khoản reroll hùng hậu đã sẵn sàng phục vụ cho bạn. Giao diện website gọn gàng đẹp mắt, dịch vụ đa dạng, từ tài khoản game cho đến order mô hình và đo. Tempest Shop chính là điểm đến lý tưởng cho các game thủ Genshin và Honkai Star Rail tại Việt Nam. Link mua hàng sẽ được để ở phần mô tả và bình luận. Hãy cùng khởi động với một nhân vật được tiết lộ nhẹ nhàng chút ít trước, đó chính là waifu của tôi, waifu của chúng ta, Clorinde. Theo những thông tin nội dung mà trò chơi cung cấp, giờ đây mình đã có xác định được rõ ràng rằng vị trí và vai trò của nhân vật Mommy hệ lôi mới nhất này. Đúng những gì mình đã dự đoán từ sau teaser bữa tiệc hạ màn trước đó, Clorinde sẽ là một nhân vật sử dụng kiếm đơn hệ lôi nguyên tố Aosia. Súng chắc chắn sẽ là một phần trong bộ kỹ năng của cô nàng này rồi, bởi vì chúng ta đều thấy Clorinde sử dụng nó trong cả đoạn teaser lẫn trong cutscene. Với sức mạnh ở độ ngầu trong game như vậy, thì mình nghĩ Clorinde sẽ là một nhân vật 5 sao mà thôi. Mình cực kỳ hy vọng đến ngày được Robanner của cô nàng này. Có lẽ sớm nhất chắc cũng phải 4.2, tại vì 4.1 theo như MiHoYo thông báo thì đã là phiên bản của hai Daddy Fountain mất rồi. Ở Thủy Quốc có tồn tại một danh hiệu đó là Đấu Sĩ Đại Diện. Nó được dùng để gọi những người kỹ năng chiến đấu rất cao phục vụ cho tòa án và chính quyền Fountain. Trong số tất cả các đấu sĩ đại diện ở Fountain, Clorinde là người mạnh nhất. Những ai bị cho là nghi phạm thì trước khi đem ra xét xử đều sẽ có cơ hội để so tài với đấu sĩ đại diện. Nếu thắng thì được miễn, còn nếu thua thì phải ngoan ngoãn ra hầu tòa. Bố của Navia là một người cũng đã lựa chọn quyết đấu, và vị đấu sĩ mà ông gặp phải không ai khác chính là Clorinde. Tuy nhiên mình sẽ nói kỹ hơn chi tiết này ở đoạn sau. Còn hiện tại, tuy chưa được nhắc đến nhiều, nhưng ta có thể biết rằng Clorinde đang phải đảm nhiệm khá nhiều vai trò tại Fountain. Ngoài những giờ đấu kiếm căng thẳng trên tòa ra, cô cũng là vệ sĩ riêng cho thủy thần Furina. Ngoài ra cô cũng thường xuyên theo dõi, âm thầm bảo vệ cho tiểu thư Navia nữa. Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp được lại nhân vật này nhiều trong các phiên bản sắp tới. Khi đó chúng ta sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về tính cách lẫn quá khứ của Clorinde. Nhắc đến đấu sĩ đại diện mạnh nhất thì không thể không nhắc tới đại tiểu thư của tổ chức Spina di Rosula, chính là cô Navia. Bởi vì hai nhân vật này có một cốt truyện và quá khứ rất liên quan đến nhau. Như mình đã nói ở trên, bố của Navia, ngài Kalas, đã bị yêu cầu xét xử trong một vụ án mà rõ ràng ông bị oan. Và lựa chọn của ông đó là thà chết dưới mũi kiếm của Clorinde, chứ còn hơn là mang tội suốt đời. Mặc dù thậm chí trước đó Clorinde và ngài Class có từng quen biết lẫn nhau, thế nhưng vì là một người rất xem trọng danh dự của người quyết đấu, vậy nên Clorinde nhất quyết sẽ không nương tay trừ khi ngài Class yêu cầu như thế. Trước khi nhắm mắt, di nguyện cuối cùng của ông đó là nhờ Clorinde thay mình bảo vệ cô con gái bé bỏng, đại tiểu thư Navia. Sau sự ra đi của cha mình, trách nhiệm gánh vác tổ chức Spina di Rosula đột ngột trút lên đôi vai của Navia. Đây là một tổ chức chuyên vạch trần sự thật và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mặc dù luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất Navia lại vô cùng tự ti với bản thân mình. Cô luôn cho rằng sự yếu kém của bản thân là nguyên nhân dẫn tới sự đi xuống của cả tổ chức. Hầu như toàn bộ nội dung của nhiệm vụ ma thần chương 4 màn 2 là cuộc hành trình giải oan cho ngài Kalas quá cố. Qua đó ta cũng dần dần thấy được một Navia trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và chính cô cũng hoàn toàn có đủ khả năng để dẫn dắt tổ chức đi tới thành công, y như người cha của mình. Về nhân vật thì Navia sẽ là hệ nham như ta đã biết trước đó, nguyên tố là Aosia. Vũ khí của cô cũng đã được tiết lộ trong cutscene, đó là trọng kiếm. Đã có rất lâu rồi chúng ta mới có một nhân vật hệ nham mới, và lần này lại là một đại tiểu thư nữa chứ. Lần cuối cùng MiHoYo cho ra mắt một nhân vật hệ nham đó là Junjin kể từ hồi banner tháng 1 năm 2022 rồi. Mình mong là mỗi phiên bản sẽ có một nhân vật mới thôi, chứ nếu cứ chạy banner nhân vật mới liên tục như thế này thì anh em viêm màng túi hết mất. Oh yes, bộ ba anh em đến từ căn nhà hơi ấm, một lần nữa lại chứng minh cho chúng ta thấy rằng Fatui cũng có Fatuitis, Fatuitat. Không phải Fatui nào cũng xấu cả. Hoặc nếu có thì mình nghĩ cũng là do Alexino xấu, chứ ba anh em Linne, Linette và Ferminette chỉ là những đứa trẻ ngây thơ bị sai bảo mà thôi. Phần nhiệm vụ ma thần và nhiệm vụ đồng hành với Linne đã cho mình biết khá rõ về quá khứ của họ.
Well, thực ra là của Linh và Linh thôi. Còn Ferminet thì không có gì nhiều, ngoại trừ một màn xuất hiện nho nhỏ trong game cùng với một số bài đăng của MiYoYo. Theo thông tin mình tổng hợp được thì Linh và Linh là anh em ruột. Cả hai cũng đã mất đi bố và mẹ sau một sự cố không rõ. Sau nhiều biến cố, họ được Alexino đưa về căn nhà hơi ấm và gặp Ferminet. Tại đây cả ba đã và đang thực hiện các nhiệm vụ cho tổ chức ngầm này cho đến tận hôm nay. Toàn bộ các thành viên của căn nhà hơi ấm, bao gồm Alexino, đều là người Fontaine. Vậy nên cô ta rất quan tâm và lo lắng tới lời tiên tri rằng người Fontaine sẽ bị hóa thành nước. Mặc dù vẫn đang thực hiện nhiệm vụ thu thập Gnosis, thế nhưng Alexino đã xin phép được băng thần rằng nếu sở hữu được chiếc Gnosis của thủy thần trong tay, cô ta sẽ ưu tiên sử dụng sức mạnh của nó để giải trừ lời tiên tri, cứu lấy Fontaine trước, rồi sau đó mới giao nộp lại. Việc truy tìm thông tin cũng như dấu vết của chiếc Gnosis, Alexino đã giao nó cho ba anh em Linnae, Lynette và Ferminet. Tuy nhiên mình nghĩ trình tự cốt truyện ở Fontaine sẽ hơi khác với các quốc gia còn lại một chút. Đó là thay vì vị thần giao nộp Gnosis của mình vào phút cuối, biết đâu ta lại được nhìn thấy Furina đưa cho Alexino chiếc Gnosis hệ thủy để cô ta sử dụng nó cứu Fontaine thì sao? Ôi, nghĩ đến thôi là mình đã thấy bao nhiêu giả thiết chạy trong đầu rồi. Nhưng tốt nhất là chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi một chút, vì dù sao những phiên bản cập nhật tiếp theo cũng đến rất gần rồi mà. Rồi, tôi biết mọi người vẫn còn một câu hỏi đang thắc mắc, và tôi sẽ giải đáp luôn. Lynette không phải là người máy, và tai mèo của em cũng là hàng real luôn nha. Trong các scene ta được thấy hình ảnh của hai anh em hồi nhỏ và cũng thấy luôn cả tai và đuôi của ẻm đấy đang vẫy vẫy nữa. Đáng yêu vậy. Về các nhân vật tiếp theo thì mình cũng thấy chưa có nhiều thông tin lắm, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ biết thêm về họ ngay trong phiên bản 4.1 sắp tới thôi. Đầu tiên đó chính là New Villette. New Villette là thẩm phán tối cao của Fontaine, kiêm bảo mẫu của thủy thần luôn. Tuy câu chuyện vẫn còn rất úp mở, nhưng mình thấy đã có rất nhiều giả thiết hay ho về nhân vật này. Sau đây mình sẽ kể giả thiết mà theo mình thấy là phù hợp nhất. New Villette chính là một con rồng. Rồng thần, rồng lớn, rồng bé, V-Sharp gì cũng được. Điều đấy được MiYoYo ám hiệu chúng ta thông qua rất nhiều chi tiết. Ví dụ như là Villette sở hữu đôi mắt với đồng tử dọc giống với loài V-Sharp trong game. Cung mệnh và Vision bị ẩn đi trong phần giới thiệu. Hay như trong câu chuyện mà Ferminet đã kể chúng ta rằng, tại Fontaine đã từng có một thủy long vương. Tuy giờ không biết đi đâu, nhưng mỗi khi thủy long khóc trời sẽ đổ cơn mưa. Khi đó muốn ngừng mưa thì hãy hô to lên trời, thủy long đừng khóc nữa. Nếu như câu chuyện của Ferminet là đúng, thì điều đó có nghĩa là thủy long vẫn đang tồn tại ở đâu đó và hoàn toàn có thể nghe được tiếng hô của người dân Fontaine đúng không nào? Thật là nóng lòng muốn trải nghiệm phiên bản tiếp theo qua đi. Không biết một nhân vật không sở hữu Vision cũng không phải thần sẽ như thế nào đây? Trong video lần trước mẹ để ở ngay thăm đó là thủy thần không được tôn sùng. Thực chất ý của mình đó là không được Oceanid tôn sùng. Nhưng cuối cùng ai dè có vẻ như là dân của Fontaine bây giờ cũng không có chọn Furina lắm thì phải. Có rất nhiều giả thiết về thủy thần. Nào là hai màu mắt khác nhau, nhân cách thứ hai, chị em sinh đôi, sinh ba, vân vân. Nếu nói hết ra thì chắc có lẽ sẽ phải làm riêng một video mất. Vậy nên mình sẽ chỉ nói về những gì đã biết và những gì chúng ta có thể mong đợi tiếp theo thôi nhé. Đầu tiên thì về tính cách, Furina có lẽ là vị thần mình cảm thấy hứng thú nhất từ trước đến giờ, thậm chí còn hơn cả lôi thần luôn. Nhưng đừng hiểu lầm nha, mình vẫn rất thích ấy nhé. Chả qua là cốt truyện của Fontaine là mình cảm thấy tò mò với Furina hơn thôi. Để nói về nhân vật này thì mình sẽ trích lại lời miêu tả của Nahida. Anyway, let's just say she's got a very unique personality. Nhưng kể cả thế thì mình cũng thấy bất ngờ, mà chắc ở đây cũng có nhiều bạn bất ngờ như mình luôn. Làm sao mà người đứng đầu một quốc gia lại có thể bắn nhắng đến như vậy? Thế nhưng ẩn sâu dưới bề ngoài đó, mình chắc chắn rằng sẽ là một câu chuyện rất sâu sắc, thậm chí có phần buồn bã, mất mát và đau khổ, giống như giọng nói mà chúng ta nghe được tại đài phun nước. Qua phiên bản 4.0, chúng ta đã biết được rằng Furina tuy là người cai trị quốc gia về luật pháp, thế nhưng cô lại là một người thích kiện tụng hơn là xét xử và luôn đi theo sau dọn dẹp bãi chiến trường cho cô. Đương nhiên, không ai khác chính là ngài New Villette. Mình cực kỳ thích phản ứng tương tác giữa hai nhân vật này và mong sẽ thấy được nhiều hơn nữa trong tương lai. Theo truyền thống thì mình dự đoán Banner Furina sẽ được ra mắt vào phiên bản 4.2, tức là còn khoảng 9 tuần nữa. Phiên bản 4.1 sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 9. Vậy nên ta có thể mong đợi màn drip marketing của MiYoYo cho thủy thần cùng khoảng thời gian đó. Lúc đấy thì chắc là các leaker cũng sẽ bắt đầu hoạt động. Đừng hỏi mình nhé, đương nhiên là mình sẽ không thể show ở đây được đâu. Nếu bạn nào định roll cả thủy thần cả trấn thì tích góp từ bây giờ có lẽ là hợp lý đấy. Một nhân vật nữa không thể không nhắc tới đó chính là người bạn cũ của chúng ta, anh chàng Childe. Và một lần nữa, cốt truyện trong game đối xử khá phũ phàng với nhân vật này. Về lý do mà Childe xuất hiện ở Fontaine thì đơn giản là vì anh ta đang chán, vậy thôi. Thực ra cụ thể thì Childe vẫn đang đi tìm người thầy năm xưa và cái vực sâu bí ẩn anh bị ngã vào hồi năm 14 tuổi.
Thế nhưng trong quá trình thì anh bị chán và muốn thử tỉ thí võ thuật với các đấu sĩ đại diện của Fontaine. Trong đó anh đặc biệt muốn thử sức với Clorinde nhưng chưa từng có cơ hội. Lần gặp mặt này với Chide cũng cho thấy một chi tiết rất mới lạ, đó chính là chiếc Vision không nghe lời chủ nhân. Mình không biết rằng liệu đây là lần đầu tiên chúng ta chuẩn bị nhìn thấy một người bị tước Vision hay không. Không phải kiểu bị tịch thu Vision trong lệnh cấm của Shogun đâu nhé, mà là kiểu bị thần linh rút lại sức mạnh Vision hoàn toàn ấy. Thế nhưng mình giờ đây vừa cảm thấy tò mò, vừa cảm thấy đáng lo cho nhân vật này. Không biết việc giao lại Vision của chúng ta có phải là một điềm báo gì hay không, nhưng ít ra thì đến cuối nhiệm vụ 4.0, chúng ta vẫn thấy Chide lành lặn, chỉ là không tỉnh táo một chút mà thôi. Nếu bạn làm nhiệm vụ rồi thì có thể cũng biết, Chide bị nghi ngờ là thủ phạm đứng đằng sau vụ án thiếu nữ mất tích hàng loạt. Thế nhưng kể cả khi hung thủ được xác định, đó chính là Vatcher, một tên điên bắt cóc và thí nghiệm lên hàng loạt các cô gái trẻ, với mục đích là hồi sinh người tình cũ của mình, thì Chide vẫn bị cố máy chỉ thị phán quyết xét xử là có tội. Trong nỗ lực nổi loạn cuối cùng, anh ta đã bị Nuvolette hạ đo ván chỉ bằng một đòn duy nhất, sau đó bị đưa đến nhà giam của Fontaine. Còn điều gì xảy ra tiếp theo thì có lẽ chúng ta phải đợi đến 4.1 sẽ biết rõ. Nhân vật cuối cùng mình muốn nói đến ở đây chính là cỗ máy chỉ thị phán quyết của Fontaine. Tại sao mình lại coi cỗ máy này là một nhân vật à? Bởi vì như Navia đã nói, cỗ máy chỉ thị phán quyết dường như có nhận thức riêng. Trong quá trình tranh cãi bảo chữa cho Linh, cỗ máy đó dường như đã lắng nghe tất cả. Và mỗi khi một bên đưa ra lập luận hợp lý, cỗ máy sẽ thiên về phía bên đó. Trong phần cuối của nhiệm vụ Ma Thần 4.0, mặc dù hung thủ của vụ án thiếu nữ mất tích hàng loạt đã được xác định và Nuvolette cũng đã đưa ra phán xét là Chide trong sạch, thế nhưng cỗ máy vẫn đưa ra kết quả là có tội. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà thẩm phán tối cao và cỗ máy phán quyết đưa ra hai kết quả khác nhau. Điều này khẳng định hơn nữa rằng cỗ máy kia hoàn toàn có nhận thức riêng của nó, chứ không phải hoạt động dựa theo các lập luận ở trên tòa. Hiện giờ thông tin về cỗ máy chỉ thị phán quyết còn quá ít. Mình chỉ biết được rằng người tạo ra nó là thủy thần Focalor và nó cũng là thứ tạo ra nguồn năng lượng Indemitium để duy trì cả thành phố. Hiện chưa rõ có phải là viên Gnosis thủy đang cung cấp năng lượng cho cỗ máy này, tương tự như cách làm của Akasha với Gnosis thảo hay không. Nhưng mình dự đoán cỗ máy phán quyết sẽ đóng vai trò rất lớn trong toàn bộ câu chuyện cũng như lời tiên tri tại Fontaine. Và đó là tất cả những điều mình đã rút ra được sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ma Thần Fontaine ở phiên bản 4.0. Nếu các bạn biết thêm bất cứ thông tin nào, hãy comment phía bên dưới để mọi người được biết nhé. Nếu vẫn còn xem đến tận đây thì chắc chắn bạn cũng là một người rất quan tâm đến Genshin Impact rồi nhỉ. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không subscribe cho kênh Game Lab chúng mình để đón xem các nội dung liên quan đến Genshin Impact hay là cả Honkai Star Rail hàng tuần. Ngoài ra nếu có nhu cầu tìm kiếm một địa điểm mua Arc Honkai Star Rail và Arc Genshin an toàn và uy tín thì bạn có thể tham khảo trang chủ tempest.vn của Tempest Shop với đầy đủ mọi thể loại tài khoản ở mọi tầm giá cho anh em tha hồ lựa chọn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!